Xin chào bạn, tôi Tú Phan đang dẫn các bạn đến trang web là phankimtu.com. Giờ chúng ta sẽ làm một cái mini, cái gì ta? Cái trình diễn, một cái con cua nó nhảy như thế này nè bạn. Nó tương đối là đơn giản thôi. Tôi sẽ làm cho con cua nó nhảy chơi chơi vui nè bạn. Tôi sẽ lít thử cho bạn xem ha. Đây, go nè. Thấy chưa? Như con cua nó nhảy beatbox bạn. Thấy chưa? Rất là vui bạn. Rồi. Chúng ta sẽ làm cho con cua nó nhảy beatbox các bạn. Con cua nó nhảy beatbox thì nó cũng dễ thôi bạn. Thì bạn để ý là con cua nó sẽ di chuyển xung quanh cái tâm thôi. Di chuyển xung quanh cái tâm này hơi rung rung tí. Và sau đó nó sẽ thay đổi những cái hình dáng như là cái con mắt hay là cái miệng nè. Bạn nhìn kỹ nữa ha. Rồi nó dễ thôi. Rồi ta sẽ làm thử các bạn. Đầu tiên ta mở một cái file mới đi ha. Tạo ra file mới nè. Thì làm cho con cua nó nhảy quanh tâm thôi, tâm của cái video chúng ta thôi, không có gì. Thì đầu tiên ta phải thêm nhân vật là con cua vào đây. Bạn sẽ kiếm cho tôi là con cua ha. Thì bạn click animal nó cho nhanh. Đây là con cua nè bạn. Rồi. Ta được hình dáng là con cua rồi, ta xem cái phần trang phục nó sẽ có lưới, nó chỉ có hai cái thôi nè. Chỉ có hai cái thôi. Rồi các bạn hãy thêm cái phần nền nha. Click vào đây thêm cái phần nền. Cái nền thì dưới đại dương thì bạn cho cái phần underwater là dưới nước nè. Đó. Rồi ok. Cua nó hơi nhỏ đúng không? Ta sẽ cho nó to lên tí, bạn đặt cái size nó là to lên khoảng chừng 300% thử. Gì thì hơi to quá, ta sẽ giảm xuống khoảng chừng 200 thôi, hoặc 250 thôi. 200 thôi bạn, hơi to rồi. Rồi 200 khoảng như vậy ha. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ thêm những cái hình dạng vô con cua. Hiện tại con cua chúng ta đã click vô con cua đây, wrap đây. Nó chỉ có hai cái trang phục thôi, là hai cái layer thôi bạn. Đó. Thì như hồi nãy tôi làm á, thì thực ra dễ lắm bạn. Bạn thấy là nhân đôi những cái này lên là bạn vẽ thêm cái con mắt với cái miệng thôi. Tôi lấy ví dụ ha. Bạn có thể là thêm, ví dụ như tôi làm nút chuột phải đây nè. Bạn chọn tùy chọn là WK. Rồi, bạn chọn cái này nè. Bạn phóng to này lên, nếu nó nhỏ quá thì phóng to lên. Rồi sao nữa. Sau đó bạn sẽ thay đổi những cái trạng thái như là giả sử như thêm cái miệng đi. Thì bạn click vô đây nè. Bạn thêm cái miệng ha, cho bằng tô cái phần nền là nền đen luôn. Đây. Ta sẽ thêm cái miệng nữa các bạn, vẽ thêm cái miệng này. Giữ giữ phím shift ha, cho nó ra hình tròn. Đó, thấy chưa? Thấy dễ chơi đâu có gì đâu khó. Bạn vẽ thêm nhiều kiểu nữa thôi, ví dụ như đây là cái miệng nó đang nói như thế này. Bạn không muốn nó tròn thì bạn có thể là ích như vậy cho nó dẹp lên tí, tùy các bạn. Chúng ta có quyền sáng tạo ha, không nên bắt chước người khác. Cứ làm như thế nào đó tùy, người ta thích thì người ta làm thôi. Rồi, sau đó bạn có thể là nhân đôi này lên tiếp tục. Rồi bạn thêm một cái trạng thái khác. Ví dụ như có cái miệng ở đây rồi, ta sẽ thêm cái miệng ở phía bên đây. Ví dụ như chúng ta sẽ tương tự vậy, chúng ta sẽ vẽ thêm một cái miệng nhỏ nhỏ vậy. Nhưng mà nó nằm ở xéo góc bên đây. Đó. Như vậy nè bạn. Giống như con cua nó đang nói chuyện mà beatbox vậy á. Tìm chút một chút, ta sẽ làm cái điệu nhảy là beatbox. Thấy chưa? Cái miệng đó. Ta sẽ cho cái miệng này giả sử như là hơi dài xuống tí. Như vậy thì trông nó hợp lý hơn. Trông nó giống như là con cua đang chu mỏ ra vậy. Bạn hãy sáng tạo ha. Chúng ta không nên quá cái bắt chước vô. Bạn có thể sáng tạo một cái hình dạng nào đó bất kỳ. Giống như ta sẽ thêm cái phần miệng nè. Ta sẽ cho nó cái miệng nó hơi uốn lượn tí. Bạn thấy cái này nó hơi to đúng không? Cái bút ta vẽ hơi to thì bạn giảm cái kích thước lại. Rồi, bạn thấy vẽ như thế này. Giống như là con cua nó hơi... Nếu bạn cảm thấy vẽ xấu quá đi thì các bạn hãy nhấn nút undo quay lại. Hoặc là bạn nhấn cái cục tẩy để bạn xóa. Chỉnh nó mỏng xuống tí bạn. Rồi bạn phóng to lên. Ta có thể sử dụng cái bản vẽ qua cơm để vẽ cho đẹp. Còn không thì bạn hãy giữ dùm chuột. Bạn vẽ lên xuống thôi. Không có gì khó hết bạn. Đó. Ha. Vẽ giống như tỉ thành ngẫu nhiên thôi. Không cần quá đẹp đâu. Rồi. Con mắt thì bạn hãy vẽ cái chữ X cũng được bạn. Sử dụng cái này nè. Bạn xóa đi. Kích thước là giảm nó xuống bạn. Dù như giảm còn khoảng 20 thôi. 20 còn to quá. Ta giảm khoảng chừng còn 10 thôi. Để tôi xóa cái hai cái con mắt đi. Hay là bạn con mắt nó hơi to. Tôi sẽ xóa đi nha. Tôi sẽ xóa cái con mắt đi. Tôi sẽ vẽ lại cái hình dáng khác của con mắt này. Đó. Tôi sẽ xóa nè. Đúng rồi. Ta đừng có xóa bạn. Tại nó lủng rồi. Ta không nên xóa. Bạn hãy chọn thì chọn là tô màu trắng lên bạn. Tích đây nè. Bạn chọn cái tô màu nền trắng lên. Tô màu nền trắng ha. Ok. Tô màu trắng thì bạn cho cái saturation là bạn kéo vào bên trái hết hết cỡ luôn. Thì tự động bạn vẽ thì nó sẽ ra màu trắng thôi. Rồi bạn thấy chưa? Do ta sử dụng cái phần mềm trên internet đó, nên nhiều khi nó hơi bị giật lắc một tí bạn. Nó hơi bị lắc một tí.
nó tao vẽ nó hơi bị giật nè, thấy chưa? Do đang sử dụng cái phần mềm tao đang mở trực tuyến á. Bạn nào nếu sử dụng thì phải sử dụng online, offline tải cái bản mà giờ trên desktop về thì nó sẽ không bị vô này. Rồi tiếp theo tôi sẽ vẽ con mắt bạn. Con mắt tôi muốn vẽ cái chữ X á, giống như con cua nó đang bị say hay chóng mặt hay gì đó. Nó thì tôi sẽ cho tôi chọn lại cái màu đen lại để tôi vẽ. Cái này nó hơi lớn này, số 6 này tôi sẽ cho khoảng chừng 3 thôi. Rồi tôi sẽ vẽ cái chữ X đơn giản như thế này. Nó thấy chưa? Giống là con cua giống như nó đang bị nhức đầu hay là bị say say gì đó, chóng mặt gì đó. Nó bạn có quyền sáng tạo các bạn. Thấy chưa? Tùy bạn thôi. Rồi nè, tôi mới làm được có 1, 2. Bạn có thể làm thêm nhiều cái kiểu khác nè bạn, nó nhiều cái sáng tạo khác tùy các bạn thôi. Chúng ta được quyền sáng tạo các bạn, không nên quá rập khuôn vào người khác này, nó không có hay. Ví dụ như tôi làm thêm một cái hình dạng nữa, tôi nhân đôi cái này lên đi, tôi làm thêm một cái hình dạng nữa, nhân đôi cái đầu tiên đi. Rồi tôi làm thêm một cái hình dạng nữa là con cua này nó chóng mặt hay gì đi, nó sẽ xây con mắt ha. Con mắt nó sẽ tôi sẽ tô lên màu trắng là đi, tôi sẽ xóa coi ha. Đây tôi sẽ lấy cái màu trắng, rồi tôi sẽ vẽ lên đây lại, cho cái cỏ tôi tăng cái kích thước lên là khoảng chừng 7 đi, ok ha. Rồi tôi sẽ tô lên cái màu đen này. Tôi đang sử dụng cái trên sử dụng trực tuyến online, nó hơi lắc một tí. Rồi ok ha. Rồi tôi sẽ vẽ dạng như là tôi sẽ vẽ cái con mắt nó hơi sáng sáng một tí. Nó như vậy, tôi sẽ giảm này xuống khoảng chừng còn 3 thôi. Rồi thì bạn phải vẽ một cái hình sáng sáng các bạn. Tôi thấy những anh chị khác hay làm á, tôi như vẽ cái con mắt nó bị sáng như vậy nè. Nó thấy chưa? Do tôi đang vẽ cũng không được đẹp ha. Nó ok ha, nó. Rồi còn cái miệng á thì bạn phải vẽ cái tùy chọn là nó đang quạo hay là nó đang làm gì đó. Ví dụ như bạn vẽ cái tùy chọn nó đang quạo ha, tăng cái size lên, tăng cái size lên là khoảng chừng 10 đi, tùy các bạn thôi. 10 hay lố quá tôi sẽ cho khoảng chừng 7 thôi. Rồi tôi sẽ vẽ con cua này nó đang quạo hay gì đó, thấy chưa? Nó tùy các bạn sáng tạo thôi bạn. Rồi ok ha, thì ta sẽ được những cái bức hình gì này. Rồi bạn hay là xóa những cái chân mà làm cho cái chân nó hơi chuyển động một tí nữa cũng được các bạn. Nhưng mà bạn cứ tự làm ha, cái đó rất là dễ rồi. Nãy giờ tôi làm thì các bạn làm y chang như tôi hướng dẫn nãy giờ thôi. Bạn có thể là sử dụng cái cục gươm nè, bạn xóa cái chân đi, bạn làm cho cái chân nó hơi lệch một tí, giống như cái cảm giác giống như cái chân nó đang chuyển động vậy đó. Rồi ok ha. Rồi đó, tôi bạn tự làm nha, tôi chỉ hướng dẫn tới đây là ok rồi. Rồi sau đó quay đây, chúng ta sẽ bắt đầu thêm cái phần code nữa. Những cái mã lập trình cho em cua nó chuyển động là xong rồi. Từ cũng tương đối là dễ thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cho con cua cái vị trí là ở tâm của cái khung hình, ta cho phóng to lên tí, ta cho con cua là ở cái vị trí là ở tâm của khung hình ha. Rồi ta cho bằng 0 hết đi, x bằng 0, y bằng 0. Rồi con cua ở vị trí tâm rồi đó. Rồi sao nữa? Rồi con cua nó sẽ thực hiện cái việc là di chuyển. Rồi di chuyển ngẫu nhiên các bạn. Di chuyển ngẫu nhiên thì ta sẽ cho nó tùy chọn là đây, nó di chuyển ngẫu nhiên nha. Di chuyển ngẫu nhiên khoảng từ 1 cho tới 3 bước thôi. Rồi con cua nó sẽ di chuyển ngẫu nhiên bằng di chuyển ngẫu nhiên 1 đến 3 bước. Rồi sau đó là sao? Sau đó nó sẽ xoay, thực hiện cái việc là nó sẽ xoay xoay các bạn, xoay sang trái nha, xoay sang trái cái góc là khoảng 15 độ. Rồi và cái lệnh này ta sẽ lặp lại liên tục mãi mãi luôn bạn. Nó cứ di chuyển và nó xoay liên tục như hoài đó. Rồi ta sẽ cho cái này vô đây. Ok, tôi sẽ làm thử cho bạn xem nè. Ok, nó di chuyển và nó xoay đó, nhưng mà trong trường hợp này là nó xoay cả người luôn bạn. Nó xoay cả người, nó quanh một cái tâm ở giữa. Nè, ta không muốn cua nó xoay thì ta sẽ có cái tùy chọn là bỏ xoay nè bạn. Đây nó sẽ có cái lệnh là bỏ xoay đây. Đây nè bạn, đặt cái kiểu xoay nè. Nó sẽ là lật trái, lật phải hay là xoay vòng tròn hay là không xoay. Ta chọn tùy chọn là không xoay nè bạn. Rồi bạn để vô đây là cái chỗ này đây, thấy chưa? Thì con cua nó sẽ rung rung tại vị trí và đây ta làm lại ha. Ta sẽ đặt con cua lại cái vị trí ban đầu lại. Nó. Rồi vị trí này đúng vị trí ban đầu của con cua không ta? Bạn muốn đúng thì bạn vô đây bạn kiểm tra lại cái hình dáng con cua là nó đúng ban đầu, đúng ở vị trí tâm nó không? Vào đây nè, thấy chưa? Nó bị lệch tâm rồi đó bạn. Những con cua nó đang ở vị trí lệch tâm nè, thấy chưa? Nó không có đúng ở vị trí chỗ này.
Rồi, bạn hãy là chọn hết con cua, bạn di chuyển cái tâm nó vô ngay chân giữa đây cũng được, nhưng mà hoặc là bạn có cái cách khác là bạn bạn định hình lại cái vị trí của con cua. Ví dụ như giờ tôi cho vị trí ban đầu của con cua là đứng ở đây nè bạn, đứng ở giữa đây, thì bạn để ý cái trục hoành với trục trục ít trục y nữa nè, thì nó là bao nhiêu thì bạn sửa cái số này lại y chang vậy ha, x bằng 16 y bằng trừ 58 này nè, x bằng 16 y trừ 58. Rồi ok ha, ta thêm cái việc mà kích hoạt luôn. Rồi ok nó ok. Rồi đặt cái trạng thái con cua vậy là xong đó bạn. Đây là cái việc mà con cua nó sẽ di chuyển xung quanh ở tâm tâm của cái khung này. Rồi giờ ta sẽ thêm cái việc mà con cua nó thay đổi cái trang phục ha, nó thay đổi cái kiểu dáng khác nhau á. Thì cái video trước tôi vừa hướng dẫn rồi, tôi sẽ cho nó thay đổi cái trang phục đây, thay đổi cái hình dạng tiếp theo bạn. Rồi nó cứ thay đổi liên tục hoài đó bạn. Rồi nó thay đổi liên tục hoài, chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh lập cho con cua nó thay đổi cái trang phục liên tục ha, lít vô đây. Rồi ok, rồi mỗi lần nó thay đổi thì như vậy nè bạn, nó thay đổi rất là nhanh đúng không, mà nhìn cái nó chuyển động rất là nhanh, nên chúng ta phải dừng lại bạn, cho nó mỗi cái trang phục nó cách với nhau là khoảng nửa giây hay là 0.3 giây gì đó tùy các bạn thôi. Ví dụ như ta cho cách nhau khoảng 0.5 giây đi, 0.5 giây ha, nó như vậy đó bạn. Nếu bạn cảm thấy nó nhanh quá thì bạn giảm số giây xuống, còn nếu nó chậm quá thì bạn giảm, bạn ổ lộn, nó nhanh quá thì bạn tăng cái số giây lên. Bạn thấy nó nhanh không bạn? Nếu tôi cảm thấy được ok rồi thì rồi như vậy tôi cảm thấy cũng được rồi. Rồi tôi sẽ kích hoạt nó là liên tục luôn bạn. Như là khi gắn cờ, khi kích hoạt lá cờ thì nó sẽ chạy liên tục luôn. Rồi tiếp theo là ta chạy thử nè. Ok rồi ha. Đúng ra là nãy ta làm thêm cái chân các bạn, cái chân cho nó chuyển động lúc lắc đó, thì nó cũng sẽ đẹp hơn, nó sẽ giống thật hơn. Rồi tiếp theo tới cái phần gì, tới cái phần âm thanh, âm nhạc á, thì bạn hãy lít chọn âm nhạc luôn. Rồi khi ta kích hoạt cái lá cờ này thì nó sẽ phát lên cái đầu nhạc ta thích luôn bạn. Lít vô cái đầu nhạc đây, rồi cho cái đoạn nhạc nó sẽ lặp lại mãi mãi luôn. Những cái thao tác này chúng ta làm rất là nhiều, chúng ta rất rành rồi. Rồi nhạc thì bạn sẽ chọn một cái đoạn nhạc như nãy ta chọn là cái nhạc cái gì ta, Dancer Remix cái gì đó, Beatbox, đúng rồi Beatbox. Thì bạn vào trong cái phần âm thanh nè, bạn lít vô đây để chọn cái đoạn nhạc nãy ta chọn là cái đoạn nhạc Beatbox hay gì đó. Nãy ta chọn cái đoạn nhạc đó rồi. Nãy ta chọn đoạn nhạc này nè bạn. Ok ha, tôi chọn đoạn nhạc này nãy tôi chọn ha. Tôi sẽ cho lớn lên tí. Rồi, tôi sẽ qua đây tôi chọn cái đoạn nhạc này. Phát cái đoạn nhạc mập nhẹ beatbox nè bạn. Rồi giống như cô đang nhảy beatbox ha. Rồi xong đó bạn. Giờ chúng ta sẽ test thử cái kết quả cuối cùng thôi. Đây, stop nè, bắt đầu nha. Rồi tôi sẽ quay phóng to màn hình lên cho bạn xem, là chúng ta sẽ kết thúc video này luôn. Cô nó sẽ chuyển động rung rung ở quanh cái tâm của cái khung hình này, và nó sẽ thay đổi cái hình dáng liên tục và sẽ phát ra cái nhạc. Thấy chưa, hai cái càng đó, nó có chuyển động các bạn, là do cái khung hình nãy ta làm hai cái càng đó, nó chuyển động, nó có hai tấm á, hai cái bức hình á. Còn cái chân này là bạn muốn cho cái chân nó chuyển động luôn á thì nãy bạn phải làm cho cái chân nó thay đổi một tí thì nó sai hơn ha. Rồi đơn giản ha, quan trọng của cái video hôm nay, cái độ khó là nó chỉ có chỗ này thôi bạn. Nó khó cái chỗ mà chúng ta làm cho con cua nó di chuyển một cái vị trí ngẫu nhiên nè, và nó sẽ xoay 15 độ. Nó là lưu ý là đặt thêm cái tỷ trọng là không xoay này, để không thôi con cua nó xoay vòng 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 á. Lưu ý ha. Rồi nếu bạn bỏ cái tỷ trọng này là thẳng ta nói thôi nè. Ví dụ như ta bỏ cái tỷ trọng này ra thì ta lít con cua nó sẽ xoay vòng vòng nè. Cho nó không xoay. Có trường hợp là nó bị say các bạn, có trường hợp bị say thì bạn phải thêm cái này, còn nếu nó không say rồi thì thôi. Rồi tôi kết thúc video này tới đây các bạn, chúng ta được như vậy rồi. Rồi tôi là Tú Phan, đã dẫn các bạn trên trang web là fankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.